Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thế Thắng. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay là một chiếc đồng hồ nữ thương hiệu Thụy Sĩ Olympia Star. Rất nhỏ nhắn xinh xắn và cực sang trọng. Với thiết kế mặt là 22 mm. Rất dễ đeo. Thiết kế là kính sapphire chống xước. Khả năng chống nước, các bạn có thể tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái. Vỏ và dây bằng thép không gỉ 316, loại thép cao cấp và được mạ PDV vàng cao cấp, công nghệ mạ tốt nhất hiện nay. Xung quanh mặt đồng hồ thì có đính các viên đá quý sáng lấp lánh và được gắn rất chắc chắn. Các bạn có thể nhìn thấy độ sáng bóng đẹp của các viên đá đấy ạ. Bên núm của đồng hồ thì có gắn một viên đá quý màu đỏ. Các bạn có thể thấy ánh đỏ của viên đá không ạ? Rồi, mình xin nói qua một chút về khóa của đồng hồ. Khóa bấm, đã có bấm. Đấy. Trên khóa thì có dập nổi logo của OP. Đáy đồng hồ thì có dập nổi logo của OP luôn ạ. Water resist là khả năng chống nước sapphire. Mã đồng hồ là 28025L gạch ngang 205. Một bộ sản phẩm đầy đủ thì gồm có đồng hồ, một hộp hãng OP và một quyển sổ bảo hành kèm hướng dẫn. Các bạn được bảo hành 1 năm quốc tế và 2 năm tại cửa hàng. Mình xin đeo thử cho các bạn xem một chút nhé. Đây ạ. Một chiếc đồng hồ nhỏ nhắn xinh xắn và rất dễ đeo đúng không ạ? Các bạn có thể kết hợp được với cả trang phục đi làm hoặc là đi party dự tiệc thì cũng đều rất ok. Rất nhỏ xinh. Mình nghĩ là với các bạn cổ tay mập hay là gầy thì đều rất dễ đeo. Để đặt hàng thì các bạn liên hệ 0912681586. Bên mình sẽ giao hàng đến tận nhà. Các bạn mở ra kiểm tra đúng mẫu mới nhận và thanh toán tiền. Đừng quên theo dõi mình ở những video tiếp theo để xem được nhiều mẫu đồng hồ đẹp hơn. Các bạn nhớ là hãy comment những cảm nhận của mình ở phía dưới để trao đổi và bên mình sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì chào tạm biệt.